Hello, xin chào thầy các bạn, chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV. Kênh mình thì chuyên mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là ngày 21, đây, 21 tháng 2 năm 2021. Thì là bây giờ thì là 9 rưỡi tối cho các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về để in mẫu sản phẩm điện thoại cũ dành cho các bạn là học sinh, sinh viên về mua về để học online. Và rất nhiều điện thoại cũ giá rẻ dành cho các bạn mà lao động phổ thông, nói chung là thu nhập vừa vừa tiền. Thì là gì nhỉ, các bạn nào chưa ưng nào sản phẩm mình, các bạn có thể đăng ký kênh đây. Các bạn có thể đăng ký kênh là các bạn lên YouTube nhé. Các bạn lên YouTube này thì các bạn có tìm kênh cho mình là kênh Triệu Phú TV nhé. Đấy, các bạn tìm kênh cho mình là kênh Triệu Phú TV này. Kênh mình được là gì nhỉ, gần 57 lượt sub nhé. Gần 57.000 lượt sub nhé. Rất nhiều đây, rất nhiều điện thoại cũ các bạn kích vào kênh của mình này. Các bạn kích vào một video này, rất nhiều điện thoại cũ giá rẻ cho các bạn lựa chọn. Đấy, các bạn xem video những cái ngày mới nhất giúp mình các bạn nhé. Và buổi mà tiếp theo buổi tối ngày nay thì mình sẽ giới thiệu luôn cho bạn để cho là ngắn gọn, tại vì không mình cũng nhiều máy, đâm là mất nhiều thời gian. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại đầu xuân năm mới thì nhà mình lại về tiếp tục được con này là con gì nhỉ? Oppo A7s thì con này là màu đỏ, ngoại hình thì con này còn máy còn 90%. Con này là phiên bản của nó là RAM 2GB, bộ nhớ trong là 16GB. Đấy, RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB. Màn hình con này thì là màn hình của nó là 6 inch, tràn viền 6 inch. Pin con này là pin gì nhỉ? 4.000, hơn 4.000 các bạn nhé. Oppo A7s này. Con Oppo A7s này thì là bên mình đang thanh lý các bạn với giá là 1 triệu đồng. Thì là tất cả là máy chức năng bình thường, ngoại trừ là chỉ các bạn nhìn kỹ là có hai mấy cái vết kẻ kẻ chỗ tít trên đầu này thôi nhỉ. Đấy, ở trên đầu, kỹ trên đầu nó có mấy kẻ một tí bên này, mấy một tí bên này. Đấy, con này các bạn nhìn kỹ nhỉ? Đấy, con này thì mình sẽ thanh lý bạn với giá là 1 triệu đồng nhé. Và tất cả chức năng các kiểu dùng bình thường, màn không lỗi gì, nó chỉ bị kẻ mỗi tí hai đầu này thôi. Các bạn để kỹ thì mới thấy. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn với giá là 1 triệu đồng các bạn nhé. Con Oppo A7s này các bạn mua về để học online hoặc các bạn mua về tặng ông bà bố mẹ người thân rất là tuyệt vời, xem phim đọc báo YouTube này rất là ok nhé. Đấy, học online rất là tuyệt vời mà nghe gọi pin cực kỳ là trâu. Đấy, với mức giá 1 triệu đồng, nói chung các bạn không thể đâu mua những sản phẩm mà ngon như sản phẩm mà con gì nhỉ? Oppo gì nhỉ? A7s này các bạn nhá. Đấy, 1 triệu gì nhỉ? 1 triệu đồng cho bạn Oppo A7s nhá. Anh các bạn mua về hoặc online. Và hình thức mua hàng bên mình rất nhiều hình thức. Thì các bạn nào tin tưởng bên mình rồi thì các bạn chuyển khoản trước thì mình sẽ free ship cho các bạn. Còn các bạn nào mà chưa tin tưởng bên mình thì các bạn chọn hình thức là nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Thì hình thức nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán thì các bạn phải cọc cho mình phí ship 50k, 100k và 200k tùy theo mức giá sản phẩm. Hoặc là các bạn liên hệ trực tiếp cho mình qua Zalo, số mình Zalo nhé, 0966221789. Nếu mà Zalo mình không trả lời kịp thì mong bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại mình đấy nhờ, 0966 này và 0833221789. Đấy, và giờ làm việc mình bắt đầu từ 7 giờ sáng và đến 10 giờ tối. Thì là mong các bạn đừng gọi mình sớm quá hoặc muộn quá. Và tất cả sản phẩm bên mình thì là báo giá trực tiếp và lỗi đổi một tuần và bảo hành 6 tháng, nên các bạn yên tâm sử dụng nhé. Đấy, đấy. Và đây địa chỉ cửa hàng mình, gần các bạn thể là qua trực tiếp địa chỉ cửa hàng mình để là giao lưu, trao đổi và mua bán. Đây, số điện thoại hotline đây, rất chi tiết các bạn nhé. Và tiếp theo con này cũng là 1 triệu đồng nhé. Con này là Samsung Z5 2016. Con Samsung Z5 2016, con này là bản mình sẽ xem bản gì nhé. Đấy, con Samsung Z5 2016, con này là bản công ty, 2 sim 2 sóng. Thì là cấu hình con này là RAM 2GB, bộ nhớ trong là 16GB. Con Samsung Z5 2016 đấy ạ. Đấy, con này thì là màn hình của nó thì hơi ám nhẹ một chút thôi các bạn nhé. Đấy, con Samsung Z5 2016 thì màn hình con này thì hơi ám nhẹ một chút. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 1 triệu đồng. Đấy, các bạn mua về học online thì khỏi phải chê luôn. Đấy, Samsung Z5 2016. Nói chung là Samsung, bạn mua Samsung dùng nó không bị hay bị đơ lag, dùng rất là mượt, rất là ok. Tại vì cái RAM chip nó là cực kỳ là xịn sò nhé các bạn nhé. Đấy, và năm 2021 thì Covid rồi. Thì Việt Nam mình cũng đang phải gia công để gánh Covid. Thì mong các bạn là ở nhà đặt mua hàng online ấy, rất là tiện lợi, không phải ra đường. Mà thứ hai là các bạn mua về máy để học rất là ok nhé. Đấy, con này các bạn mua về cho học sinh để học rất là ok nhá. Đấy, 1 triệu đồng nhá. Đấy, rất là rẻ. Năm 2021 thì mình sẽ kênh YouTube của mình, các bạn nhớ đăng ký kênh mình thật nhiều, mình sẽ ra thật nhiều để giá cũ giá rẻ cho bạn lựa chọn nhé. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về con này là con Redmi 8A. Redmi 8A thì là màn hình con này là màn hình của nó tràn viền 6 inch, hơn 6 inch. Pin con này là pin gì nhỉ? 5000 nhá. Đấy, Redmi 8A này, pin con này là pin 5000. Ngoại hình thì con này thì mặt lưng của nó hơi phẩy theo thời gian này. Hơi xước phẩy theo thời gian. Đấy. Kiểu khách người ta không hay dùng ốp ấy. Đây là ốp người ta mới mua thôi. Đấy,
Đấy. Pin con này pin 5000, màn hình của nó là hơn 6 inch. Đây. Redmi 8A, phiên bản của nó là RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB. Đấy, con Redmi 8A này thì mình sẽ thanh lý bạn với giá đây, cổng sạc Type-C luôn các bạn nhé. Đấy, pin 5000. Pin 5000 mà chỉ có với giá là 1.500.000 thôi. Nói chung những sản phẩm điện thoại cũ như này thì các bạn mua cực kỳ là tuyệt vời. Đấy ạ, Redmi 8A 1.500.000 cho các bạn, pin 5000 nhá. Các bạn mua về cho em nhỏ học online thì khỏi phải chê luôn. Đấy, Redmi 8A. Đấy, rất ok các bạn nhá. Đấy. Rất nhiều điện thoại cũ giá rẻ nên các bạn yên tâm lựa chọn đi các bạn nhá. Đây, máy đẹp thì mình cũng có, hôm nay tiếp tục để làng siêu phẩm của ngày xưa mấy chục triệu nhá, Lốt 8. Lốt 8 thì hôm nay mình về được tất cả là 3 cây. Đấy, Lốt 8 thì hôm nay bên em lại về được 3 cây các bạn nhá. 3 cây siêu phẩm Samsung Lốt 8. Đấy ạ. Lốt 8 thì hôm nay mình về được 3 cây này này. Đấy. Một cây màu xanh này thì ngoại hình thì còn máy còn 90, trên 90%. Máy cũ rồi thì mình nói 99% thì nó hơi quá các bạn nhé. Mình chỉ dám nói với giá định các bạn, giá các bạn giá là 90% thôi. Đấy, Lốt 8 thì nó cũng ra mắt cái sách tay sách tay. Nó cũng phải đôi chỗ. Đấy. Còn mới quá chỉ các bạn chỉ thay vỏ, thay veo thì mới mới nhá. Đấy, Lốt 8 thì mình có 3 chiếc, một chiếc màu đen này, một chiếc màu xám này và một chiếc màu xanh này các bạn nhé. Ngoại hình của Lốt 8 nhà mình thì máy 90% trên 90%. Thì tất cả cấu hình, con nhiều hình là cấu hình Lốt 8 bên mình thì mình sẽ xem cấu hình cho các bạn này. Đấy, cấu hình của Lốt 8 bên mình nhá. RAM con này là RAM 6GB đấy. Lốt 8 thì các bạn được cái là RAM 6GB. Đấy, RAM 6GB này. Bộ nhớ trong con này là gì nhỉ? 64GB nhá. Đấy, RAM 6GB. Bộ nhớ trong tất cả là 64GB. Màn hình con Lốt 8 màn hình của nó là tràn viền 6,3 inch. Độ phân giải màn hình của nó là 2K. Các bạn xem phim 2K, 4K, 8K cực kỳ tuyệt vời. Tuy nó ra đời đầu nhưng mà nó là siêu phẩm đấy các bạn nhé. Các bạn nghe nhạc vàng thì khỏi phải chê luôn. Đấy. Các bạn nghe nhạc vàng thì khỏi phải chê luôn các bạn nhé. Đấy, nó tám có hỗ trợ cái bút FN này. Các bạn nghe nhạc hay là các bạn vẽ vời hay là vẽ hiêu vẽ mượn rất là ok nhá. Hoặc nhà các bạn mua về cho em nhỏ để vẽ. Nói chung là vẽ cái gì thì các bạn có vẽ này. Đây. Mình cài đặt cái gì cái này thì mình không dành. Đấy. Đấy, các bạn ký tên rất là đẹp các bạn nhé. Các bạn học ký ở trên điện thoại được. Các bạn học viết ở trên điện thoại rất là cái. Dòng Lốt này rất là thích các bạn nhé. Đấy, nghe nhạc, xem phim thì cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, hiển thị hình ảnh này. Rồi, các bạn nghe nhạc hiển thị hình ảnh. Không có độ lóa mờ, màn hình 2K mà đẹp. Đấy, rất là ok các bạn nhé. Đấy. Đây, Lốt 8 màu xanh này. Tất cả là sản phẩm bên mình thì Lốt 8 màu xanh, bên mình tìm con này thì màn hình đặt keng nhé. Không ám ố hay không lưu ảnh gì nhé. Con này thì bên mình đang bán cho bạn giá là 4.500.000 các bạn nhá. Nếu mà Lốt 8 mà dưới 4 triệu đồng thì mình khẳng định với các bạn là trong thời điểm này thì là không bao giờ có màn hình đẹp keng và không ám ố các bạn nhé. Đấy, Lốt 8 thì con màu xanh này thì bên mình đang bán cho bạn giá là 4.500.000, màn hình đẹp keng, không ám ố hay không lưu ảnh gì nhá. Đấy. Và con màu xám này, đấy, Lốt 8 màu xám các bạn về dùng cực kỳ là sang. Các bạn mua các chị em phụ nữ các bạn dùng đây, cũng để màn hình đẹp keng, không ám ố hay không lưu ảnh gì. RAM 6GB, bộ nhớ trong 64GB. Con này thì bên mình cũng bán cho bạn với giá là 4.500.000 cho bạn nhé. Đây. Và tiếp theo con màu đen này. Con màu đen này thì màn hình cũng đẹp keng, không ám ố hay không lưu ảnh gì. Đấy. Cũng 4.500.000 cho bạn. Đấy, nhà mình này về 3 màu nhá. Một xanh này, một gì nhỉ, đen này và một xám các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm siêu phẩm Samsung Lốt 8 này các bạn nhà mình sớm nhất nhá. Đây rồi, S8, S8 thì hôm nay nhà mình lại về một con màu gì nhỉ, màu xám này các bạn nhá, màu lông chuột. S8 hôm nay mình lại về tiếp tục một con màu lông chuột. Ngoại hình thì máy còn 90% trên 90%. Màn hình thì con S8 này thì là màn hình của nó là tràn viền. Màn hình S8 tràn viền 5,8 inch. Độ phân giải màn hình của nó cũng là 2K các bạn nhé. Ngày xưa cũng là siêu phẩm là S8. Siêu phẩm Samsung S8 này. RAM con này là bản Hàn này, 2 SIM 2 sóng. Cấu hình là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Đấy, con S8 này nhà mình, của nhà mình ấy. Con S8 của nhà mình màn hình đẹp keng nhé, không ám ố hay không lưu ảnh gì.
Con máy đẹp keng này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 4.500k, à gì nhỉ, sorry các bạn, là 3.500k nhé. Đấy, con S8 bên mình thì bản Hàn này, 2 SIM 2 sóng, màn hình đẹp keng, không ám ổ hay không lưu ảnh gì, 3.500k nhá. Đấy, ngoại hình nó rất là ok các bạn nhé. Mình sẽ tặng kèm bạn một cái ốp này các bạn nhé. Đấy, bạn nào thích sản phẩm siêu phẩm Samsung S8 này các bạn làm được sớm nhất nhé. Đấy, các bạn dùng S8 rất ok, rất là rẻ. Nhiều lắm, nhà mình thì về nhiều lắm. Đây, S8 mình về nhiều cơ. Đây, nhà mình về 3 cây. Đây. Đấy, một cây này thì là gì nhở? Cây này thì màn hình cũng đẹp keng nhá. Không ám ố gì, nó chỉ mỗi đốm một tí này thôi. Đấy, đốm một tí ở góc này các bạn nhé. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 2.700.000 nhá. Đấy, con S8 này thì là mình sẽ thanh lý bạn giá là 2.700.000, đốm tí ở chỗ này thôi. Màn hình con này thì đẹp keng, không ám ố gì. Đây, con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 2.700.000 nhá. Con này thì là máy màu bạc bạc này. Bạc bạc này. Đấy, 2.700.000 cho mình em nhá. Đấy, con S8 này là 2.700.000 nhá. Đấy. Và con này thì nó con này đây và tiếp con này đây. Con này thì là màn hình của nó thì là hơi ám nhẹ một chút thôi. Đấy, hơi ám nhẹ một chút thôi. Đấy. Con này thì là màn hình của nó hơi ám nhẹ một chút thôi. Đấy. Ngoại hình thì máy còn 90/90%. Con này thì mình cũng thanh lý bạn giá là 2.700.000 nhá các bạn nhá. Đấy. Con này thì mình cũng thanh lý bạn giá là 2.700.000 này. À, bản Hàn, 2 SIM 2 sóng. Cấu hình là RAM 4GB. Bộ nhớ trong là 64GB nhá. RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Đấy. Con này là 2 triệu gì nhỉ? 700k cho các bạn nhé. Thôi. Này về lại tiếp tục được mấy mẫu rẻ lắm, nhiệt lắm. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Đây. Con này thôi, con này thì mình mai mình mới bán được cho các bạn nhé. Con này thì cắm mai mới hạn được. Nhiều lắm. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Thì mình sẽ giới thiệu luôn cho các bạn một thẻ luôn. Bỏ ra tiện giới thiệu. Đây con này Solid Performance này. Solid Performance này. Đấy. Solid Performance. Đấy. Hôm nay nhà mình đã về là con nồi đồng cối đá này các bạn nhá. Solid Performance thì là mặt con này, mặt lưng của nó khách dùng kiểu dùng ốp ấy. Mặt lưng thì hơi có xước xác theo thời gian. Mặt kính thì khách cũng thế, cũng có xước phẩy theo thời gian các bạn nhá. Solid Performance này thì là phiên bản nó là RAM 3GB. Bộ nhớ trong con này là 32GB. Đấy, con này thì mình sẽ thanh lý bạn với giá là 1.200.000 cho các bạn nhé. Con Solid Performance này là 1.200.000 nhá. Mặt lưng thì hơi phẩy theo thời gian, mặt kính cũng hơi phẩy theo thời gian. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn với giá là 1.200.000 con Solid Performance thì các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm Solid Performance này các bạn nhà hàng mình được sớm nhất nhé. Solid Performance 1.200.000, RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB. Các bạn mua về để học online cực kỳ là ok. Đấy, 32GB, thao lưu trữ nhá. Đây, tiếp theo lại máy giá rẻ để học online. Con này là con Samsung, mình sẽ xem Samsung gì. Đấy. Con này là Samsung J7-2016, con này là bản Hàn 1 SIM. J7-2016 bản Hàn 1 SIM này thì là RAM 2GB, bộ nhớ trong là 16GB, màn hình của nó là màn hình 5,5 inch. Bản Hàn 1 SIM nhá. Ngoại hình thì máy còn 90/90%. Con Samsung J7-2016 này thì mình sẽ thanh lý bạn với giá là 1.400.000 nhé. À, rất là ok. Màn hình cực kỳ là to. Màn hình của nó là màn hình AMOLED. Các bạn xem phim, chụp ảnh cực kỳ là tuyệt vời luôn các bạn nhé. Học online cũng rất là ok các bạn nhé. Đấy, 1.400.000 cho anh em nhé. Đây. Và tiếp theo thì hôm nay nhà mình lại về là con này là con gì nhỉ? Con Redmi Note 5 này. Note 5 này. Đấy. Redmi Note 5 đấy, Redmi Note 5 đấy, Redmi Note 5 đấy ạ. Redmi Note 5 phiên bản của nó là RAM 3GB nhá, bộ nhớ trong là 32GB. Con Redmi Note 5 này đấy, đây mặt lưng thì có hơi phẩy theo thời gian nhé. Đấy, mặt lưng thì hơi phẩy xem thời gian. Thì là con này thì là khách kiểu dùng lâu thì cái chỗ này nó hơi vàng vàng một tí này. Đấy, màn hình nó hơi già già vàng vàng một tí. Đấy, con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 1.400.000 nhá. Đấy, 1.400.000 thôi. RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB. Con Redmi Note 5 này, 1-2 camera. Đấy, bạn mua những sản phẩm này dùng quá tuyệt vời luôn. Bạn nào thích sản phẩm Redmi Note 5 Pro thì bạn hàng thì sớm nhất nhé. Đấy, Note 5 Pro. Đây là con Note 5 Pro đấy. Chỗ này nó hơi vòng vàng một tí thôi, kiểu nó dùng khách thì dùng lâu ấy. Nhưng mà được cái là zin nguyên bản nhé. Đấy, Redmi Note 5 Pro, 1.400.000 cho anh em nhá. RAM 3GB,
bộ nhớ trong 32GB các bạn mua con này về học online thì quá là mượt luôn, quá là nhanh luôn mà rất là rẻ nhé. Đấy, ok luôn. Mi quá bền. Đây, và tiếp theo là con này là con Oppo F3 nhá. Đấy, con Oppo F3. Đấy, Oppo F3 này. Phiên bản của nó là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB nha các bạn nhé. Oppo F3 này phiên bản là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Ngoại hình thì con này thì còn độ 85%. Vỏ thì hơi phải phẩy theo thời gian nhé, các góc thì nó hơi bị chày chày các góc này. Đấy. Góc nó thì hơi xấu một chút các bạn nhé. Đấy, con này là phiên bản là RAM 3GB, bộ nhớ trong con này là 64GB, con Oppo F3 này. Đây. Đấy. Con này thì mình sẽ thanh lý bảng giá là 1.4 triệu nhá. Con Oppo F3 này mình sẽ thanh lý bảng giá là 1.4 triệu cho anh em luôn. Đấy. RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB, dùng cực kỳ là phê các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm Oppo F3 này các bạn nhà hàng mình sớm nhất nhá. Và tối nay thì nhà mình lại về được con này là con hai con Samsung A8 2018 các bạn nhá. Samsung A8 2018 này thì hai con này nhà mình đều là bản Hàn, một SIM. Cấu hình là RAM 4GB. Bộ nhớ trong con này là gì nhỉ? 32GB nhá. Đấy. Con A8 2018 này thì hôm nay nhà mình về được hai con. Đấy. Một cây là màu xanh và một cây là màu gold. Ngoại hình thì máy còn 90/90%. Đấy, A8 2018 này. Thì hai con này nhà mình màn hình đẹp keng nhá. Không ám ố hay không lưu ảnh gì. Được cái là màn hình con này là màn hình của nó là AMOLED, các bạn cho hình ảnh cực kỳ là ok. Đấy các bạn, so mấy màn phản quang khác hẳn luôn đấy. Màn hình AMOLED cực kỳ tuyệt vời. Đấy, bạn nào thích dùng một SIM, các bạn có thể là mua sản phẩm A8 2018 đấy các bạn nhé. Đấy, A8 2018 này thì bên mình đang bán nhá, giá là 2.4 triệu. Đấy, nhà mình về được 2 cây. 2.4 triệu các bạn nhá. Đấy, A8 2018, bạn nào thích màu gold hoặc là màu xanh thì các bạn nhà mình sớm nhất nhá. Đấy, và bây giờ thì cũng muộn rồi. Ở đây, mình có con này mình sẽ thanh lý nốt cho các bạn. Thôi con này để mai mình phá nốt mật khẩu rồi mình sẽ thanh lý cho các bạn nhé. Và bây giờ thì cũng muộn rồi. Và buổi tối ngày hôm nay, đầu xuân năm mới, thì mình chúc tất cả các bạn đang xem video mình một năm mới thì an khang thịnh vượng. Thì công việc thì luôn thuận lợi. Bạn nào mà chưa lấy vợ thì là lấy vợ. Bạn nào mà chưa lấy chồng thì các bạn nhanh tay lấy chồng. Và bây giờ thì cũng muộn rồi. Và xin chúc bạn đang xem video mình một buổi tối ngon. Và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui hạnh phúc. Và xin chào và hẹn lại clip tối ngày mai các bạn nhé.